Khai tiếng quá. Chết em rồi. La rồi chết. Em thấy được không? Bữa đó thu này cũng, bữa đó quay này mất tiếng luôn. Giờ thu mất tiếng nữa. Để cứ giữ đi anh ơi, em thở nối cho. Ra mình thấy tính của Dư rất là hay và mình rất thích tính của bạn Dư trong này. Và mình cũng Dư không phải là mình không phải giống Dư, là mình có một phần của Dư, có thể là con người của mình rất là nhiều cái nhân cách, rất là nhiều cái bản tính và màu sắc, vui có, buồn có, trầm có. Những cái lúc mà của Dư là những lúc mình một mình lái xe hoặc mình ở nhà thì người ta hay kêu là tâm sinh tướng. Nếu như mình cứ lúc nào cũng lầm lì lì khu ngầu á, cái mặt mình nó lạnh lắm và nó không có cái độ gọi là một cái gì đó nó tươi, mà nó sẽ không có cảm thấy thiện lành. Cho nên là mình có một phần Dư trong đó thôi, nhưng mà có nghĩa là đôi khi mình đón vai Dư xong mình nghĩ là mình nên tiết chế cái tính cách nào của mình xuống chút xíu, nhưng mà mình không muốn mất hẳn.